môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà hãy luôn tự tin mỗi khi khoác tên mình quốc phục Việt Nam. Mới đây, Hoa hậu môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà đã tham gia buổi lễ khai mạc triển lãm áo dài của nhà thiết kế Sĩ Hoàng và hội thi duyên dáng áo dài quận Bình Tân lần 3 năm 2024. Trong đó, người đẹp xứ Dừa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, cầm cân đẩy mực cuộc thi trình diễn áo dài. Chương trình có sự tham gia của đại diện các cấp lãnh đạo của thành phố và quận Bình Tân, bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, trưởng ban tổ chức hội thi, bà Nguyễn Thị Kim Hương, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận quận ủy, bà Nguyễn Thanh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, bà Lê Thị Ngọc Dung, quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng trưởng ban tổ chức cuộc thi, bà Nguyễn Thị Bé Hai, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo quận ủy. Ngoài ra, sự kiện còn có các khách mời đặc biệt như đạo diễn Trần Mạnh Tiến, diễn viên nhà thiết kế Mai Thanh Duy, đại diện thương hiệu áo dài Sĩ Hoàng. Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Thanh Hà được giao trọng trách ngồi vào ghế nóng của một cuộc thi sắc đẹp. Nhưng ở tuổi 20, vai trò này có ý nghĩa rất đặc biệt khi cô vừa được trao danh hiệu đại sứ cho lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ niệm 10 năm chương trình tổ chức, vừa là ủy viên ban chấp hành Hiệp hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh. Đến với cuộc thi, nàng Hoa hậu xứ Dừa không chỉ là một ban giám khảo, mà còn được kỳ vọng là một cầu nối lan tỏa tình yêu tà áo dài truyền thống, đồng hành cùng người dân thành phố Hồ Chí Minh phát huy những hoạt động trân trọng hơn nữa các giá trị văn hóa dân tộc. Với Thanh Hà thì áo dài luôn luôn là một trong những cái bộ quốc phục truyền thống và nổi tiếng của Việt Nam. Khi mà nhắc tới áo dài thì ai ai cũng biết đó là người phụ nữ Việt Nam. Cho nên Thanh Hà nghĩ khi mà có những cái sân chơi cho mọi người, mọi lứa tuổi có thể tham gia thì đây là một điều rất là tích cực và có thể truyền tải được nhiều cái thông điệp đến áo dài đối với mọi người nhiều hơn. Gần 200 thí sinh đã bước vào vòng chung kết thử thách cá nhân hoặc tập thể, từ trình diễn áo dài truyền thống đến múa tập thể trong trang phục áo dài tự chọn. 8 thí sinh có số phiếu cao nhất từ ban giám khảo sẽ cùng nhau tranh tài qua phần thi năng khiếu cá nhân. Từ những kinh nghiệm thực tế, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà đã đưa ra góp ý cho phần trình diễn của các thí sinh. Trong đó, cô nhấn mạnh đến sự tự tin và cái tâm của người mặc mỗi khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống. Hà luôn thấy rằng là tất cả các thí sinh bước lên sân khấu thì chắc chắn các bạn sẽ luôn rất là tự tin. Và Thanh Hà nghĩ rằng là cái việc mà các bạn khoác lên mình chiếc áo dài và trình diễn nó như thế nào thì mỗi người sẽ mang một cái nét khác nhau, không ai là giống ai cả. Lời chúc mà hôm nay Thanh Hà muốn gửi đến thí sinh đó chính là phải luôn luôn tự tin. Vì khi mà các bạn tự tin thì trang phục nào các bạn cũng có thể trình diễn được, kể cả là dạ hội hay là áo dài gì các bạn cũng sẽ trình diễn được. Và đặc biệt là khi mà diễn áo dài thì các bạn phải đặt cái tâm của mình vào chính cái chiếc áo dài thì nó sẽ tạo ra được một cái hồn trong chiếc áo dài sẽ đẹp hơn. Nguyễn Thanh Hà cũng góp phần mang đến sự bùng nổ cho hội thi bằng màn trình diễn cách quốc trong tà áo dài thước tha thuộc bộ sưu tập áo dài Hương Xuân của nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Nét ấn tượng của trang phục được thể hiện tinh xảo ở từng chi tiết nhỏ nhất, khắc họa lại bức tranh chim công đẹp lung linh giữa nền trời thiên nhiên. Qua đó khéo léo tôn lên sự duyên dáng, thanh tao của người đẹp xứ Dừa. Bộ sưu tập Hương Xuân gồm 16 mẫu áo dài với chất liệu vải không nhăn, mềm, mát và rất nhẹ do ba nhà thiết kế Sĩ Hoàng, Mai Thanh Duy, Vũ Huy thực hiện. Điểm đặc biệt là từ mảnh vải trắng tinh, mỗi trang phục đều được nhuộm, vẽ, theo tay từng họa tiết. Trong đó, họa tiết rồng, phượng xuất hiện ấn tượng trên nhiều mẫu áo dài nhất. Hội thi duyên dáng áo dài quận Bình Tân lần 3 năm 2024 là sự kiện văn hóa nổi bật của quận Bình Tân, được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc. Qua đó tạo sự lan tỏa hưởng ứng lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024. Tiếp nối thành công của 2 năm trước, hội thi duyên dáng áo dài năm 2024 được quận Bình Tân tổ chức với nhiều sự đổi mới
nâng tầm quy mô lớn hơn và chuyên nghiệp hơn với sự phối hợp tổ chức giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Ủy ban nhân dân quận cùng Trung tâm Thương mại Aeon Mall Bình Tân và thương hiệu áo dài Sĩ Hoàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng Gia.